Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối Chủ nhật ngày 3 tháng 4 năm 2022 của Đài truyền hình Trạm Vinh. Trong chương trình thời sự tối nay, gồm có những nội dung đáng chú ý sau. Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh sơ kết công tác xây dựng đảng quý 1 và triển khai công tác xây dựng đảng quý 2 năm 2022. Huyện Trà Cú thông qua đề án phát triển du lịch đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Đây là lần đầu tiên Trà Cú xây dựng đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện. Sau đây là nội dung chi tiết. Kính thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức sơ kết thực hiện nghị quyết quý 1 và xây dựng chương trình công tác quý 2 năm 2022, đồng thời sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh. Trong quý 1 năm 2022, Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã thực hiện hoàn thành 14 trên 16 nội dung chương trình làm việc năm 2022. Trong đó, tổ chức kết nạp được 69 đảng viên mới, nâng tổng số đến nay có 6.174 đảng viên đang sinh hoạt tại 85 tổ chức cơ sở đảng. Cùng với đó, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, triển khai, quán triệt các chỉ thị nghị quyết của đảng và nhà nước. Lãnh đạo học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với 100% đảng viên ở các chi đảng bộ trực thuộc, cam kết, rèn luyện, phấn đấu thực hiện, đồng thời đăng ký thực hiện 344 mô hình học tập và làm theo Bác. Đối với việc thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về việc tiếp cận, xử lý và chia sẻ thông tin trên mạng xã hội đối với cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trên địa bàn tỉnh, qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy khối đã chỉ đạo triển khai hàng ngàn cuộc tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nâng cao tinh thần cảnh giác khi tham gia vào Internet, mạng xã hội. Mà khác, thông qua mạng xã hội Internet, Đảng ủy khối đã nắm được tình hình dư luận xã hội để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, các cơ quan chức năng có hướng xử lý. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trong quý 2 năm 2022 là tập trung tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và chuyên đề toàn khóa học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền giáo dục đoàn viên, hội viên, nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội. Huyện ủy Duyên Hải vừa tổ chức sơ kết công tác quý 1, xây dựng kế hoạch công tác quý 2 năm 2022. Báo cáo tại hội nghị cho biết, trong quý 1 năm 2022, giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 1.400 tỷ đồng, đạt 17,67% kế hoạch năm. Trong đó, khu vực 1 đạt gần 463 tỷ đồng, khu vực 2 đạt trên 614 tỷ đồng và khu vực 3 đạt 310 tỷ đồng. Trong quý 1, huyện Duyên Hải thu ngân sách nhà nước gần 94 tỷ đồng, đặc biệt là tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân được trên 150.000 liều. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Kim Rương, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban dân vận tỉnh ủy, đề nghị huyện Duyên Hải tập trung xây dựng nông thôn mới cho các xã đạt tiêu chí nông thôn mới còn thấp, để huyện Duyên Hải hoàn thành huyện nông thôn mới năm 2022 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân, để công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 đạt hiệu quả cao. Theo kế hoạch, trong quý 2, huyện Duyên Hải sẽ tập trung kiểm tra xử lý việc cải tạo ao hồ nuôi tôm, xả nước thải ra môi trường công cộng nhằm bảo vệ tốt môi trường nước phục vụ sản xuất. Bên cạnh đó sẽ tăng cường công tác tiêm phòng và thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi và phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Thường trực huyện ủy Trà Cú vừa tổ chức hội nghị để nghe đơn vị tư vấn thông qua đề án phát triển du lịch huyện Trà Cú đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu của đề án là đưa du lịch huyện Trà Cú trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và phấn đấu đến năm 2030, ngành du lịch huyện sẽ đóng góp từ 5 đến 10% tổng sản phẩm nội địa của huyện. Đề án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ năm 2022 đến năm 2023 sẽ tổ chức các tour trong tỉnh kết nối với Trà Cú, nhất là tour tham quan cửa sông Hậu, Bàn Tàu và các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. Giai đoạn 2 từ năm 2024 đến năm 2025 sẽ tổ chức các tour bằng tàu và cano đưa khách từ thành phố Cần Thơ tham quan sông Hậu, đi Côn Đảo, phát triển du lịch trang trại, du lịch cộng đồng. Và giai đoạn 3 từ năm 2026 đến năm 2030 sẽ tổ chức các tour lướt gián, nhảy dù kéo, du thuyền, nhà hàng trên sông, phát triển các tour bằng xe, các điểm du lịch nông nghiệp, du lịch giải trí ban đêm. Để thực hiện đạt mục tiêu trên, huyện sẽ từng bước phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch ứng với từng giai đoạn trên cơ sở thu hút nhà đầu tư. Ngoài ra, đề án cũng xác định 5 sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với đồng bào Khmer, gồm lữ hành, lưu trú, ẩm thực, âm nhạc và lưu điểm.
Trên cơ sở khảo sát, phân tích số liệu, nếu thực hiện tốt đề án phát triển du lịch, đến năm 2030, huyện Trà Cú sẽ đón khoảng 560.000 lượt khách, trong đó có khoảng 17.000 khách quốc tế, doanh thu đạt khoảng 200 tỷ đồng và sẽ tạo việc làm cho khoảng 2.000 lao động ở địa phương. Ban đồng kết Công giáo huyện Trà Cú vừa tổ chức đại hội đại biểu người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc huyện khóa 2, nhiệm kỳ 2022-2027. Trong nhiệm kỳ qua, Ban đoàn kết Công giáo huyện đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, tổ chức vận động các mạnh thường quân trong và ngoài huyện, đóng góp hỗ trợ dân nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường, nhất là vận động hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 với tổng số tiền trên 440 triệu đồng. Phát biểu tại đại hội, ông Kim Sang, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trà Cú, mong muốn Ban đoàn kết Công giáo huyện tiếp tục đoàn kết, hòa hợp đồng bào Công giáo sống tốt đời đẹp đạo, tiếp tục tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, để cùng với Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện Trà Cú thực hiện có hiệu quả chính sách an sinh xã hội, giúp dân nghèo ổn định cuộc sống. Đại hội đã bầu 12 đại biểu vào Ban đoàn kết Công giáo huyện Trà Cú. Ông Nguyễn Văn Minh được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức trưởng ban Ban đoàn kết Công giáo huyện Trà Cú nhiệm kỳ 2022-2027. Dịp này có 2 tập thể và 8 cá nhân vinh dự được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú tặng giấy khen vì có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước trong nhiệm kỳ qua. Hôm qua ngày 2 tháng 4 tại huyện Cầu Ngang, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh tổ chức ra quân hưởng ứng trồng cây xanh và phát động mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh nhằm tạo cảnh quan môi trường sáng xanh sạch đẹp, chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh phát động sâu rộng trong toàn thể hội viên phụ nữ và nhân dân tích cực trồng cây xanh với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh. Phấn đấu cùng cả nước từ nay đến năm 2025 trồng từ 20 triệu cây xanh trở lên và đảm bảo trồng sống ít nhất 130.000 cây xanh. Theo bà Kiên Thị Minh Quyệt, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đây là hoạt động có ý nghĩa góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống cho con người. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động các cấp hội, hội viên phụ nữ cả nước hưởng ứng trồng cây xanh, phụ nữ dung trồng tương lai vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người. Với tinh thần mỗi phụ nữ một cây xanh, mỗi cơ sở hội một công trình cây xanh, phấn đấu trồng cây xanh và đảm bảo sống ít nhất là 130.000 cây xanh, góp phần phấn đấu cùng cả nước đến năm 2025, trồng được 20 triệu cây xanh trở lên. Sau buổi lễ phát động, có gần 200 hội viên phụ nữ, người dân, lực lượng vũ trang huyện Cầu Ngang ra quân vệ sinh môi trường và trồng hơn 2.800 cây xanh trên tuyến quốc lộ 53 thuộc xã Vinh Kim. Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã trao nhiều nguồn lực cho huyện Cầu Ngang với tổng giá trị gần 400 triệu đồng nhằm tiếp sức hỗ trợ huyện thực hiện thắng lợi huyện nông thôn mới trong năm nay. Mới đây tại xã Đông Châu và xã Long Khánh, huyện Dương Hải, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh kết hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhật Quy Khang, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tư vấn và giới thiệu việc làm cho người lao động ở địa phương. Hội thảo tư vấn giải quyết việc làm cho người lao động là hoạt động thường xuyên của các cấp các ngành nhằm tìm kiếm việc làm phù hợp cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống cho người dân nông thôn, nhất là tư vấn hỗ trợ xuất khẩu lao động. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Trà Vinh, hiện nay thị trường lao động Nhật Bản là một tiềm năng có thu nhập cao, nên người dân cần quan tâm lựa chọn hình thức xuất khẩu lao động phù hợp để có thu nhập cao, phát triển cuộc sống gia đình. Qua hội thảo lần này, giúp cho người lao động huyện Dương Hải có được nhiều thông tin về thị trường lao động trong và ngoài nước, tạo cơ hội cho người lao động và các doanh nghiệp được gặp gỡ, giao lưu để tìm kiếm việc làm. Ngoài ra, hội thảo còn giúp cho người lao động nắm vững về quyền lợi trách nhiệm khi được chọn làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức nghiệm thu đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các dụng cụ làm giường cho hộ kinh doanh cửa hàng Lục Thành Vũ ở ấp Bà Mi, xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè. Cửa hàng Lục Thành Vũ chủ yếu sản xuất các loại cán dao, búa, đục, cuốc, xẻng bằng gỗ. Hiện nay, thị trường tiêu thụ sản phẩm này ngày càng bị thu hẹp và cạnh tranh nhiều với cán dụng cụ làm giường được chế từ nhiều loại vật liệu như inox, kim loại, nhựa tổng hợp, mica, có giá thành hợp lý, mẫu mã đa dạng, độ bền cao và được sản xuất với số lượng lớn ở quy mô công nghiệp, nên sản phẩm cán gỗ truyền thống nếu không được cải tiến về chất lượng và công nghệ sản xuất thì không thể cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Trên thực tế đó, cửa hàng Lục Thành Chủ quyết định đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến như máy tiện chép hình tự động, dao định hình, máy chà nhám với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ gần 150 triệu đồng, nhằm nâng cao hiệu quả năng suất và chất lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Với công nghệ này sẽ giúp cho hộ kinh doanh giảm công lao động, sản xuất cán dụng cụ sản xuất ra có độ đồng đều cao, kiểu dáng đa dạng đẹp mắt, qua đó tăng hiệu quả kinh tế cao hơn so với trước đây. Thực hiện phân loại đánh giá xác định cấp độ dịch theo nghị quyết số 128 của Chính phủ về việc ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và quyết định số 4800 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế phân loại dịch bệnh. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh đã xem xét thực tế tình hình dịch bệnh hiện nay trên địa bàn tỉnh và đã đánh giá phân loại cụ thể cấp độ dịch bệnh ở từng địa phương. Theo kết quả đánh giá trong tuần này của Sở Y tế, đối với cấp tỉnh, Trà Vinh được đánh giá dịch COVID-19 ở cấp độ 2, giảm một bậc so với tuần trước. Đối với cấp huyện, thị, thành phố, hiện Trà Vinh có 1 trên 9 đơn vị được đánh giá dịch bệnh cấp độ 1, có 5 trên 9 đơn vị được đánh giá cấp độ 2, có 2 trên 9 đơn vị được đánh giá cấp độ 3 và có 1 trên 9 đơn vị được đánh giá cấp độ 4. Đối với cấp xã, phường, thị trấn, hiện Trà Vinh có 29 trên 106 đơn vị được đánh giá dịch bệnh cấp độ 1, có 26 trên 106 đơn vị được đánh giá dịch bệnh cấp độ 2, có 41 trên 106 đơn vị được đánh giá dịch bệnh cấp độ 3 và có 10 trên 106 đơn vị được đánh giá dịch bệnh cấp độ 4, giảm 2 đơn vị so với tuần trước. Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, việc đánh giá phân cấp dịch bệnh chính xác cho từng địa phương sẽ giúp cho tỉnh đề ra những biện pháp phù hợp cho công tác phòng chống dịch hiệu quả, đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt để kiểm soát dịch bệnh theo đúng tinh thần nghị quyết 128 của Chính phủ. Theo báo cáo mới nhất của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, tính đến sáng nay, Trà Vinh có trên 63.500 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 56.200 trường hợp đã được điều trị khỏi và có 301 trường hợp tử vong do COVID-19. Hiện toàn tỉnh còn 6.600 trường hợp đang được điều trị COVID-19. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra rất phức tạp và có nhiều trẻ em mắc chứng bệnh này. Và triệu chứng mắc COVID-19 có gì khác so với các chứng bệnh khác ở trẻ em? Và khi trẻ mắc bệnh thì cần được chăm sóc điều trị như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Lê Minh Dũng, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi cho biết qua nội dung trả lời phỏng vấn sau đây. Thưa bác sĩ, hiện nay thì chúng ta cũng đang bước vào mùa khô. Đây là cái mùa cũng dễ xảy ra nhiều cái chứng bệnh đối với trẻ em. Vậy bác sĩ có thể cho biết là cách phân biệt như thế nào để biết trẻ em mắc COVID-19 và các chứng bệnh khác? Triệu chứng của bệnh COVID rất đa dạng và có thể tổn thương ở tất cả các cơ quan nó đều biểu hiện. Như vậy thì với triệu chứng như vậy thì những bệnh lý của cơ quan khác chúng ta cũng rất dễ bị lầm lẫn. Cụ thể như là bệnh cảm lạnh thì cũng là gây triệu chứng sốt, ho, sổ mũi. Tuy nhiên, nếu cần phân biệt với những bệnh cảm lạnh thì bà con cũng nhận thấy rằng đối với sốt trong cảm lạnh thường là sốt nhẹ, không có sốt cao đột ngột giống như trong bệnh COVID-19. Bệnh thứ hai là cũng là sốt nhiễm siêu vi cảm mùa. Thì nhiễm siêu vi thì cũng gây triệu chứng giống như COVID, nhưng điều thường đối với những siêu vi thông thường thì không có triệu chứng, ít có triệu chứng ói, đau bụng cũng như là mất cảm giác, thị giác ở vùng họng. Đặc biệt là viêm họng do siêu vi thông thường thường là viêm lan tỏa và đối với sốt thì thường thường cũng mức độ sốt vừa, không có sốt cao. Thì còn những bệnh khác, ví dụ như bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng hoặc bệnh nhiễm trùng đường tiêu hóa thì cũng gây những triệu chứng cũng sốt, cũng mệt mỏi, đau nhức cơ. Tuy nhiên mức độ trầm trọng mỗi bệnh mức độ khác nhau. Đặc biệt là để phân biệt cái bệnh sốt xuất huyết thì chúng ta thấy là trên da của bé có những chấm sốt huyết có thể nổi ban toàn thân, như điều đặc biệt là chấm sốt huyết. Và nếu chúng ta khám đối với cái cán bộ y tế thì nhận định ra có thể là tìm thấy những cái gan to hoặc mặt nhanh nhẹ, diễn tiến của bệnh rất là khác nhau. Vậy thì khi mà trẻ em mắc bệnh COVID-19 thì cần được xử lý như thế nào? Bà con và các bạn xem đài cũng nên biết được khi trẻ nghi mắc bệnh COVID
thì trước nhất đối với bệnh COVID thì hiện tại bây giờ ngành y tế cũng khuyến cáo là nếu nhẹ không triệu chứng thì chúng ta có thể điều trị tại nhà. Nhưng khi mà có dấu hiệu mắc bệnh COVID thì bà con nên liên hệ với cán bộ y tế ở địa phương gần nhất để được hướng dẫn và chăm sóc. Khi mà liên kết được với các cán bộ y tế của địa phương thì khi mà trẻ có những dấu hiệu nặng, dấu hiệu mà có thể trầm trọng thì bà con và các bạn xem đài được tiếp cận ngành y tế nhanh nhất để xử lý kịp thời cho trẻ. Đặc biệt là trong quá trình theo dõi và điều trị ở nhà thì bà con nên chú ý khi có những dấu hiệu sau thì bà con nên đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và xử lý kịp thời. Thứ nhất là bé lừ đừ, bỏ ăn, trẻ nhỏ thì bỏ bú, sốt cao liên tục, không hạ được sốt với những uống thuốc hạ sốt thông thường, ví dụ như paracetamol, bé đau bụng thành cơn dữ dội, ói liên tục và đặc biệt là mệt, nặng ngực, khó thở. Thì đối với triệu chứng khó thở thì bà con cũng nên chú ý nhịp thở thường nhanh hơn bình thường. Ví dụ trẻ dưới 2 tháng tuổi thường thường lớn hơn hoặc bằng 60 lần trên 1 phút. Đối với trẻ 2 đến 12 tháng tuổi thì nhịp thở thường là lớn hơn hoặc bằng 50 lần trên 1 phút. Và đối với trẻ trên 2 tuổi thì trên 12 tháng tuổi thì nhịp thở thường là trên bằng 40 lần trên 1 phút. Thì đó là những dấu hiệu mà bà con và các bạn nhận định nếu có thì cần liên hệ đến cơ sở, đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn và điều trị kịp thời. Vâng, một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ Lê Minh Dũng, giám đốc bệnh viện Sản Nhi Tỉnh Chi Linh đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay với chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự tối nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.